Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn qua cái phần VLOOKUP và HLOOKUP. Thì để làm được bài này thì các bạn phải phân biệt hàm VLOOKUP và HLOOKUP. Trong đó mỗi cái hàm thì nó có 4 thành phần. Thứ nhất là cái mã dò, và thứ hai là cái bảng, và thứ tư là cái cột, vị trí cột lấy về, cột thứ mấy các bạn, và cái cách dò. Thì trong đây để cho dễ hiểu thì mình sẽ dùng những cái ngôn từ. Ví dụ mã dò là luôn luôn ở bảng lớn, bảng dữ liệu lớn. Và cái bảng dò là luôn luôn ở cái vùng nào mà có cái giá trị mình cần đem đi về. Và cái cách dò nó có hai cái. Nếu như mà cái mã dò của mình ở đây á, là chữ, hay mình nói là kiểu test, nhưng mà nó kêu chữ cho dễ hiểu mà, chữ thì là không. Còn ngược lại mình lấy số hàng ngày tháng á, thì nó lại là 1. Vậy là cái cách dò nó có hai trường hợp xảy ra. Nó phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc vào cái mã dò của chúng ta. Thì ở đây nó có hai dạng, một là chữ là không, và thứ hai là số hoặc ngày tháng thì nó là 1. Tiếp theo, cái bảng này luôn luôn nằm ở bảng này nha các bạn. Rồi, vậy khi nào mà mình dùng VLOOKUP, khi nào các bạn thấy nè, cái dữ liệu mình cần lấy về này nè, nó nằm trên cùng một cột. Trong trường hợp này là cột A nha các bạn. Dữ liệu này nằm trên cột A thì mình sẽ lấy cái mã dò này nè. Nếu mà ảnh là chữ thì sẽ là 0, còn nếu là số thì là 1. Vậy cái nó là 0 hay là 1 là do cái mã dò này quyết định. Trong trường hợp này mình suy luận, ví dụ mình muốn lấy cái mã hàng, lấy cái tên hàng đem về, thì tên hàng nó sẽ nằm ở trong cái bảng này các bạn. Tên hàng nằm trong cái bảng này, và mình xác định cái vị trí này là cùng trên một cột. Do đó chúng ta sẽ dùng cái hàm là hàm gì? Hàm VLOOKUP đi dò. Do nó nằm trên một cột nên các bạn mới dùng V, còn nó nằm trên một dòng mình sẽ dùng H. Và mình lấy dữ liệu ở đâu? Lấy dữ liệu ở cái bảng này nè, lấy mã hàng đem xuống dò ở cái bảng này. Và mục đích của mình là gì? Đây là lấy tên hàng đem về. Các bạn lấy tên hàng đem về. Đó. Rồi cách làm như sau, bằng VLOOKUP. Lấy cái mã nè, mình cầm cái mã, mã chính là cái mã dò mình nè. Rồi phải qua thành phần thứ hai, là cách giữa thành phần là mình là dấu phải, quét nguyên cái bảng này F4. Và các bạn thấy nè, cái mã hàng là cột thứ nhất, tên hàng là cột thứ hai, nên trong trường hợp này cái thứ tự nè, cái cột thứ mấy để lấy về là cột 2. Và mình thấy cái mã dò của mình là chữ, do đó chúng ta sẽ là 0. Thấy các bạn, lấy cái mã nè đem xuống cái bảng này dò, và lấy tên hàng đem về. Rồi chúng ta copy công thức. Nhắc lại ha, đây mã hàng là cột 1, tên là cột 2, đơn giá cột 3. Ví dụ muốn đấy trị giá sẽ bằng số lượng nhân đơn giá. Vậy mình lít vô ô số lượng nhân đơn giá. Đơn giá lấy từ cái bảng này đem về. Nhưng mà cái bảng này nè, các bạn thấy nè, nó nằm, cái mã nó nằm trên một cột, nên chúng ta vẫn dùng VLOOKUP để đi dò. Và lấy mã hàng đem xuống dò ở cái bảng dữ liệu dưới đây, nhấn F4 để cố định vùng dữ liệu. Và do cái tên, cái đơn giá là cột thứ 3 trong cái bảng mình vừa quét, nên đánh số 3. Và mình lấy cái chữ đi dò nên là 0. Tiếp theo, số lượng thì lớn hơn 40 thì 20% trị giá, ngược lại là 0. Nghĩa là cái hàm if thông thường các bạn. Nếu số lượng lớn hơn bằng 40, hết một thành phần là mình dấu phải, 20%
nhân cho trị giá, ngược lại là không. Rồi các bạn có biết công thức số. Doanh thu thì bằng trị giá trừ hoa hồng, tích cho trị giá trừ cho hoa hồng. Các bạn cũng có biết công thức số. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn về cái hàm VLOOKUP cơ bản. Thì trong quá trình xem các bạn không hiểu gì thì tương tác với mình bằng cách comment ở dưới. Xin chào các bạn.